thân hoa cho đời. Tê rê ra đơn sơ mến yêu, thăm thiết tình yêu thương, đường thơ âu trong tình yêu chua. Người sáng trong tinh thần khiêm nhu, luôn mỉm cười dù cho những khen chê, luôn giữ tròn tình mến chúa không phai, hồng thắm sắc hoa ân tình. Hoa thơm tỏa ngát Tề Rê Xa chúa ban cho đời, sẽ nên như trẻ nhỏ và nép vào trong tay chúa. Đường tình yêu người sang chỉ đã sống chứng nhân nước trời, sẽ mưa muôn hoa hồng nồng thắm ân tình trời cao. Tề Rê Xa khiêm nhường tuổi 15 xin được hiến dâng, dâng việc lành nhỏ bé, tình yêu lớn sẽ đời bạc ai. Người sáng trong tinh thần hy sinh, sang phục vụ vì danh chúa cao sang. Mưa xuống đời hồng ân chúa bao la, tần hiến cho dân cuộc đời. Nụ hoa thơm tỏa ngát Tề Rê Xa chúa ban cho đời, sẽ nên như trẻ nhỏ và nép vào trong tay chúa. Đường tin yêu người sang chỉ đã sống chứng nhân nước trời, sẽ mưa muôn hoa hồng nồng thắm ân tình trời cao. Cho đời Tề Rê Xa đơn sơ mến yêu, thăm thiết tình yêu thương, đường thơ âu trong tình yêu chua. Người sáng trong tinh thần khiêm nhu, luôn mỉm cười dù cho những khen chê, luôn giữ tròn tình mến chúa không phai, hồng thắm sắc hoa ân tình. Nụ hoa thơm tỏa ngát Tề Rê Xa chúa ban cho đời, sẽ nên như trẻ nhỏ và nép vào trong tay chúa. Đường tình yêu người sang chỉ đã sống chứng nhân nước trời, sẽ mưa muôn hoa hồng nồng thắm ân tình trời cao. Nụ hoa thơm tỏa ngát Tề Rê Xa chúa ban cho đời, sẽ nên như trẻ nhỏ và nép vào trong tay chúa. Đường tình yêu người sang chỉ đã sống chứng nhân nước trời, sẽ mưa muôn hoa hồng nồng thắm ân tình trời cao. Sẽ mưa muôn hoa hồng nồng thắm ân tình trời cao. Tuổi
trẻ con đây xin quyết trao dâng một lòng con thưa hai tiếng xin vâng trọn đời cao giao dành Chúa tha vời đến cho mọi nơi trọn đời con xin dâng hiến cho Ngài dù đời gian chuông xin mãi không phai quyền đời con nên ánh sáng của Ngài chiếu soi đêm dài tình yêu Chúa dâng lời con hăng say đi khắp muôn phương để con nên nhân chứng đem tin vui cho ai giàu vương dù thuyền còn lạnh đánh nhưng con an tâm bên Chúa đau đường bên người dù bao giông to con sẽ luôn luôn hạnh phúc nên trường trẻ con đây xin quyết trao dâng một lòng con thưa hai tiếng xin vâng trọn đời cao giao dành Chúa cao vời đến cho mọi nơi trọn đời con xin dâng hiến cho Ngài dù đời gian chuông xin mãi không phai nguyện đời con nên ánh sáng của Ngài chiếu soi đêm dài trường tình yêu cho dân nơi con hăng say đi khắp muôn phương để con nên nhận chứng đem tin vui cho ai sầu vương dù thuyền còn lạnh đánh nhưng con an tâm bên Chúa đau đường tìm được dù bao giông to con sẽ luôn luôn hạnh phúc bên trường Chào mừng bạn đến đây, vỗ tay vỗ tay.
nên thanh gia ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin chung kiên với duyên tình thâm gia. Trái một lòng dâng bước hăng say, vác thánh giá mỗi ngày nguyện bước theo chân thầy, phục vụ trong yêu thương người sáng gương khiêm nhường. Bên thánh giá thân hơn ra khơi cùng Đức Kitô, nên thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin chung kiên với duyên tình thâm gia. Bên thánh giá thân hơn ra khơi cùng Đức Kitô, nên thánh gia ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin chung kiên với duyên tình thâm gia. Giữa thành phố Lycia xinh đẹp, đôi vợ chồng trẻ là Louis Martin và bà Zeli đã chung sống những ngày hạnh phúc mà không quên xin Chúa chúc lành. Và nếu Chúa muốn, xin ban cho gia đình đông con để thờ phượng Chúa. Được Chúa nhận lời, hai ông bà lần lượt sinh hạ 8 người con. 4 người con đã mất khi còn nhỏ, còn lại 4 chị em gái và bà mẹ lại mang thai lần nữa ở tuổi 40. Teresa sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873. Cô là một bé gái rất linh hoạt. Cô sống với gia đình hơn 1 năm, sau đó sống với bà vú, vì mẹ cô không thể cho cô bú.
cô sống rất hạnh phúc trong gia đình với tình thương mến của bố mẹ và các chị em. Cô thừa hưởng một đức tin mạnh mẽ từ gia đình của cô. Mẹ ơi, con mong mẹ mau chết đi. Teresa, Teresa, sao con lại nói với mẹ như thế? Vì con muốn mẹ được lên thiên đàng. Mẹ nói rằng tất cả chúng ta sẽ phải chết thì mới lên thiên đàng cơ mà. Sau khi mẹ của Teresa qua đời, chị Pauline là người thay thế mẹ chăm sóc các em. Theo thời gian, tất cả đều khôn lớn và trưởng thành. Tất cả đều có suy nghĩ, chọn lựa riêng và lần lượt dâng mình cho Chúa trong dòng kín. Sinh nhật năm 15 tuổi, Teresa cảm nhận được tiếng Chúa thôi thúc cô. Muốn theo gương hai chị tu dòng kín, Teresa đã nói ý muốn đó với cha mình. Sau khi không được sự đồng ý của Đức Giám Mục và mẹ bề trên dòng kín, hai cha con đã không thối chí mà lặn lội sang Roma tâu xin Đức Giáo Hoàng. Tâu Đức Thánh Cha, con muốn xin Ngài một ân huệ. Xin Đức Thánh Cha cho phép con được vào dòng Carmen ở tuổi 15. Thế đấng bề trên của con đã nói gì rồi? Tâu Đức Thánh Cha, Ngài vẫn có thể trả lời đồng ý mà, cho dù họ không đồng ý. Này con yêu, con sẽ được vào đó nếu như đó là ý Chúa muốn. Chính tư tưởng tốt đẹp và đầy phó thác này đã nuôi dưỡng ý chí của Teresa, và nhờ tinh thần phó thác trọn hảo, Teresa đã được Chúa nhận lời. Đức Giám Mục đã chấp nhận miễn trừ tuổi cho Teresa được vào dòng kín.